mày phải là siêu nhân hoàn thiện về mọi mặt. Thật ra siêu nhân chỉ là nghề phụ thôi. Hiếm người đàn ông Việt Nam nào mà vừa strong mà vừa tinh tế như anh ấy. Đây bộ vai diễn nó rất là mới, bởi vì lần đầu tiên mà Huy được trải nghiệm một vai diễn hành động. Có rất là nhiều những cảnh đánh nhau, rồi những cảnh bay, nhảy. Và vai diễn này cũng có tính cách nhân vật nó cũng khá đặc biệt. Rồi, thử đứng vô cái bên cao, đứng cái bên cao bằng không vậy? Ồ, đồn lên khoảng chừng tắt cao bằng kia chứ gì. Em phải nói là một bộ phục trang rất là đẹp và thiết kế rất là bắt mắt. Phải nói là Huy, khi mà Huy lần đầu tiên Huy nhìn những bộ phục trang này và ướm lên mọi người thì thực sự cảm giác là cực kỳ thấy là thích thú và cảm giác ồ. Thì ra trong người mình cũng không có nói ốm lắm, cũng rất là đô, mà có sáu múi này nọ, cơ ngực, cơ vai rất là đầy đủ. Lúc đó là Huy đang thử trong môi trường gọi là máy lạnh. Và cái môi trường mà thực tế thì nó khác hẳn hoàn toàn. Tức là bộ trang phục này nó ít, rất là ít những cái lỗ mà thoát hơi. Và nó được may bằng da toàn bộ và cả bằng những cái chất liệu nhựa nữa. Thì phải nói là mồ hôi nó túa ra, tức là nó túa ra thì nó không ra ngoài được. Nó túa ra nó nhiễu xuống chân và nó cứ chảy dòng ròng ròng xuống chân. Và chân thì mang bốt. Tức là đây một bộ trang như là một phòng xông hơi di động vậy đó. Khi mà những cảnh quay xong là phải thay áo bên trong liền, là ướt hết áo. Và thứ hai là cái bất tiện của nó là khi mà bận vô thì nó rất là đẹp nhưng mà nó rất là công phu. Thứ nhất là phải có từng công đoạn những cái mảnh ráp riêng như là bao tay rồi giày bốt xong rồi nón rồi may vô gậy xong rồi kéo sợi tia lưng. Và dĩ nhiên sẽ đi chung một điều rất là khó khăn trong việc là mình sẽ giải quyết nhu cầu cá nhân. Tức là những lúc mà uống nước quá nhiều, đánh nhau uống nước quá nhiều thì cái nhu cầu cá nhân đó nó sẽ bị hạn chế và phải cố gắng nhịn rất là nhiều đến cuối ngày thì mới xả ra một lần được. Nhưng mà nhìn chung thì khi lên hình mình thấy là cái sự nhịn nhục của mình nó đúng đắn bởi vì hình siêu nhân rất là đẹp. Trên giấy kịch bản thì Huy nghĩ là một cảnh quay rất đơn giản. Đó là cảnh quay mà Huy đối mặt với những con gián. Lúc đầu Huy suy nghĩ trong đầu của Huy là con gián nó sẽ cách xa mình khoảng tầm 1m, 2m, sau đó mình thấy nó mình sợ thôi. Nhưng khi ra hiện trường thực tế thì nó có một sự khác biệt rất lớn. Đó là con gián nằm thẳng trên đầu mình và nằm thẳng trên người mình. Cho phỏng vấn anh thấy bạn diễn của anh như thế nào? Không có hiểu chứ. Rất là dễ thương. Nó khiến một con người mà rất là không sợ độ cao như mình. Anh nể mình, người con người. Anh bắt một con gián bỏ thẳng người này em. Con mày dế không quỷ chăng? Có mặc dê chưa? Con mày dế không mày? Nó này gắn dán nè. Không có hai con phải nào. Đâu có đâu. Có đâu, đội lên đi. Ok rồi, diễn thử nè. Cái. Ông ấy đập chết đó, đập cho đuối á, làm cho đuối nó không bò ra. Trong kịch bản mình cũng đã có cái cảnh đó mình gửi cho Huy. Thì mình cũng hỏi Huy là có sợ dán không? Thì Huy nói sợ. Mà nói nghe rất là nhẹ nhàng cho nên mình nghĩ là chắc cũng sợ vừa vừa thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà ra quay á thì mình mới thấy là Huy là một người thật sự sợ dán. Quá Dũng nói không sao đâu, trời ơi con quay đi, yên tâm, con dán này nó dễ thương lắm, nó không có gần đâu. À con nói không sao đâu, vậy con quay được. Sau đó đến hiện trường thì gắn dán lên người. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải có một con hai con này. Để lên trên này. Sao không. Ôi bà nào khác đi, bà nào đuối bà này đi. Cái. Cho con bé. Nói chung là mình quay
phải cố gắng, bởi vì mặc dù rất là sợ và hoặc là sợ nhé, mà Huy rất là kỳ cái mùi của nó, và lại nhìn thấy nó là Huy cảm thấy nó bị bủn rủn tay chân. Và có một cảnh là phải hất nguyên xô vé cho người, thì thực sự là Huy nghĩ đến giờ này Huy rất là ớn lạnh, mà nó cảm giác nó lần đầu tiên mình bị con chó nó bu, mà không phải một con nữa mà cái đàn nó bu từ đầu đến đuôi. Và cái với cái cảnh mà dán mà nó bu đầy người Huy, thì lúc đó là mình thấy Huy rất là căng thẳng, rất là cố gắng, nhiều khi không dám nói mà mắt cứ thông lanh lên. Sau đó là lúc mà quay thì có một cái đoạn là thật sự mình thấy là cái sự sợ hãi trong Huy nó rất là lớn. Sau đó cả đoàn phải vào rồi nói chuyện cho Huy thoải mái hơn, thì cái cảnh quay, mình nghĩ với cái cảnh quay chung với những con dán đó là một cái cảnh quay khó nhất đối với Huy. Và lần đầu tiên mà đóng phim nhựa mà bị treo đến 13 lầu, cái cảm giác lúc đó là không thể muốn ra ngoài, bởi vì ở dưới nó không có cái gì để thấy là an toàn hết, và chỉ có hai cọng dây cáp thôi. Nhưng mà Huy rất là tin tưởng cái đội ngũ của Team X nên cũng ráng bò ra. Đã ghê nè, cảm xúc thiệt. Tại cái lúc này á, em diễn á, em nhìn thấy cái thùng nước nó rơi nè, bùm bùm cái em nhìn xuống là thấy Tuấn Nam dưới nè. Cái điều mà làm Huy ngạc nhiên nhất đó là chị Thanh Hằng, thì Huy nghĩ là đáng lý ra là Huy phải là một người gọi là xong ra bảo vệ chị, kiểu như là chị đừng lo, em treo được chị treo được, nhưng không. Thế là ra hiện trường một phát là coi như là chị Thanh Hằng là tỉnh như rùi vậy đó, còn Huy hơi run. Mà phải tỏ ra mạnh mẽ, không sao đâu chị, tầng 13 thôi mà. Mồ hôi vẫn có đổ như là nước tắm vậy đó, bởi vì run lắm. Cascader thì không có ai có cái hình thể giống mình. Thế rồi cái thứ hai đó, một số cascader cái nguy hiểm nào họ cũng thể làm được, nhưng mà có những cái độ cao thì họ cũng rất là sợ. Thế là đâu ai làm gì mình, mà mình cũng muốn thử cái cảm giác là bị treo lơ lửng nó như thế nào. Cũng tuy rất là mạo hiểm quá, cũng lo sợ, đạo diễn cũng ra là cổ vũ, rồi nhà sản xuất cũng ra cổ vũ, nó con ráng lên đi con, xong rồi hả bắt đãi con bào ngư, nó trời cuộc đời cũng dễ dụ lắm. Thế là liều mình luôn. Cụm đầu xuống nè. Trời ơi, sao mà đủ kiểu đi ra vậy trời. Gì trước, gì sau, gì lưng. Cái đầu ra chứ. Cái đầu ra chứ. Cụm đầu là cái chân. Cái đầu nè, ngửa người nè. Gì ngửa người hả? Trời ơi. Có vậy không có nhịn được. Cái đầu đó là dàn nó. Ủa sao Huy tự tin quá vậy? Cái Huy sẽ nói là không sao chị, bởi vì em nghĩ là nếu mà em có bị dây cáp có trục chặt thì em không lo, bởi có chị bảo vệ cho em. Nên vì vậy là em rất là tự tin. Rồi nói vậy thôi chứ hai chị em nó cũng rất là teo cơ lắm. Thành rơi xuống, nhìn thấy ở dưới không có gì hết trơn, cảm giác nó trống rỗng lắm. Thật sự bởi vì tôi cũng là một cái người rất là sợ độ cao. Cho nên và mình nhìn, khi mình nhìn thấy cái chung cư nó cũ, cho nên là cái cảm giác mình rất là sợ. Và lúc đó thì chúng tôi cũng có mong muốn và yêu cầu là diễn viên nên đóng thật cảnh đó. Bởi vì khi đóng cảnh đó thì cái cảm xúc và cái diễn xuất của họ nó cũng sẽ tốt hơn cho lúc mình dựng phim. Đưa tay nặng xuống, xuống. Xuống từ từ thôi, cứ xuống từ từ. Dân xuống nè. Giang ơi, em căng hai ra mà chị lùi người ra trước nha. Thấp rồi, thấp rồi, dây hàng thấp rồi. Chị hàng cao lên bí, chị hàng bị thấp rồi. Cao lên, cao lên, cao lên bằng em á. Thật ra thì tôi biết là tất cả các diễn viên trong đoàn phim thì Thanh Hằng cũng là người sợ độ cao, Phạm Anh Khoa cũng là người sợ độ cao, Ngô Kiến Huy cũng là người sợ độ cao. Nhưng mà họ đã đồng ý thực hiện cái cảnh đó. Thì rất là cảm ơn tất cả các diễn viên đã cùng nhau làm nên một cái cảnh rất là cảm xúc. Lên em ơi, lên em ơi. Xuống dây. Làm nha. Rồi, rồi. Mở cửa ra, mở cửa ra. Tốt
mà kêu diễn á, ba cũng nhìn ba nướng vậy nè, thấy không? Hai vẫn vậy, ba mới bắt đầu diễn nhìn xuống. Ok, thanh hằng chút, thanh hằng chút, chút hạ xuống chút, hạ xuống chút. Nhột kìa. Cô đừng kìa ghét cái thiện á. Kiểu mình hứng là bắn lên mình là diễn cái đó nó nhiều hơn.